đây, đây mình xin mời các bạn quan nhìn vô cái vừa mặn nha. Đây mặn này được không, bọc kỹ nha các bạn. Đây cái mặn hiện tại là cái trái nào cũng phải bọc hết các bạn, bọc từ nhỏ luôn đấy, bọc từ nhỏ luôn, nhưng mà không là sẽ không có thu hoạch được đâu. Nếu không bọc từ nhỏ sâu không. Có ve rồi nha các bạn, ve nó kêu ôm ưng nổi luôn. Thì cái hiện tại theo anh chủ đây nói là khoảng 4-5 ngày là nó thu hoạch hết rồi, thành ra nó cũng không còn nhiều lắm như là ban đầu. Tại mình xuống đây nó cũng muốn cuối mùa rồi nên mà cũng không nhiều lắm các bạn. Bao quanh nguyên cái khu vực vườn này mình đi mỗi chân luôn, như cái sân bóng đá này. Rồi bỏ đi ra vô cây rồi cho nó mát. Đất mình hái thì cũng được, không cần phải leo lên đâu các bạn ơi, giơ cái tay là đụng. Mỗi một trái mận đều được bọc một cái bao bọc mẫu nha các bạn. Có như vậy hay từ ít nhỏ ra là bọc xong. Bây giờ mình sẽ tới gặp cái anh chủ đi, anh nói rõ hơn nha các bạn. Cái này trồng là bao lâu vậy mới ra trái như vậy anh ba? Nếu mà một chiếc cái nhánh cỡ bằng ngón tay mình trồng cỡ năm mấy là nó cho trái rồi. Vậy hả? Năm mấy thôi hả? Năm mấy là có trái luôn hả? Nhưng mà tới cấp đó thì trái nó nhỏ lắm. Dưới nó ít trái. Ít trái. Còn vậy... mặn này thì nó đã lâu rồi. Hiện nay cái cây này mấy năm rồi? Cây này đã mười mấy năm rồi đó.
mà trái nó nhiều như thế. Cái này là 15 mùa 6 gì rồi, ăn được 15 thứ 6 hả? Nếu vậy cái này là lúc mà từ lúc mà mình khi nào mình biết nó ra bông bỏng nè. Xử lý thuốc rồi kích thích gì khi qua nhà có nghe là muốn là mình kích thích nên ra sớm không? Bây giờ có thuốc mang kích theo ví dụ mình làm sớm thì giá nó cao. Mỗi một năm là cái như là mình sẽ 4 năm đợt trái đúng không? Một mùa của nó là 4 năm đợt trái. Nhưng mà bây giờ cái hiện tại lúc mình bọc lúc này tháng mấy mình bọc để ra cái trái như thế này? Hiện tại là đang tháng cuối tháng 5. Trước đó tháng 9. Tháng 9 là có vẻ là dài. Cái đó là 8 tháng 9 rồi. Nhưng mà nếu trường hợp mà hiện tại mình đang thu hoạch nè, mình tháng nay là cuối tháng 5, vậy trước đó khoảng tháng 3 hay gì bọc nè? Từ cấp mà mình bọc đó ha, cỡ như trái này nè. Cái nhỏ này nó rụng rụng như cái trái này bắt đầu bọc rồi. Nó rụng rụng cái gúng này nè. Rụng rụng rồi. Đó. Đúng rồi. Rụng cái gúng này nè, bắt đầu là mình bọc nó. Lúc đó là sao bắt đầu là cỡ dày rồi. Như là cỡ 25 ngày là bắt đầu rồi hái. Sao hâm là có nghĩa từ lúc bọc bây giờ cho đến 25 ngày sau là hái là có thể hái được. Vậy cũng nó cũng mau quá ha. Mau bởi vì nó ăn rất là nhiều đời. Vậy mình sao bọc đẹp trời, nhiều quá. Mướn người ta chứ. Mướn người ta đúng không? Đúng rồi. Chứ bọc đổi. Quá trời. Một cây này là bọc chắc cũng đắp đánh núi mà cái này. Ủa này bao nhiêu cây nè. Cái này 100 mấy chục cây. 100 mấy chục cây hả? Để các bạn nhìn xung quanh đi. Ở đây 100 mấy chục cây nữa. Trăm mấy chục gốc mà bọc hết luôn à. cứ có cái trái nhỏ vậy nè, đó nó rụng vợ rụng nụ xong nó bắt đầu sẽ bọc. Sau 25 ngày thì cái trái nó sẽ bự. Hiện tại mấy cái trái này là chưa có thu hoạch, nó vẫn còn nhỏ nè các bạn, nhưng mà mấy trái thu hoạch nó sẽ bự hơn thế này, to hơn thế này nữa. Đây mình sẽ đi vòng cho các bạn. Nó cái màu nó như nhỏ như vậy chứ thực ra nó còn nhỏ đó, nó còn đang non á chứ không phải nó chín đâu, tại cái màu nó đỏ đỏ vậy đó. Đây nó nhìn nó đỏ đỏ, trái nào cũng màu y chang vậy nhưng mà thực ra là nó đang còn non đó các bạn, nó chưa có ấy, ăn là nó chưa chín đó. Mình ăn nó còn chát chát, nó chưa có, không phải ngọt. Ở vùng này đất gần cái khu vực thuộc đồng bằng sông Cửu Long này, thành ra nó đất nó rất tốt các bạn. Thì sẽ nhìn thấy cái cây nó cặp theo bờ sông này. Chắc khu vực này rất tồn hữu. Mình sẽ đi vòng lại gần cặp thêm một đoạn nữa nha các bạn, tại vì nó nhiều quá thì mình sẽ đi tham quan cho các bạn xem vài chỗ thôi nha. Chứ nó nhiều lắm, đi cái này hết là tựa như cái sân bóng đá lận, đi cũng không nổi á. Nếu dịp nào mà các bạn muốn xuống đây tham quan thì mình sẽ báo cho anh chủ này anh biết. Nhưng mà phải ngay mùa nó đang lên trái nha các bạn. Thì cái ao cá này cũng của anh đang làm luôn á. Ở trên nuôi ở dưới nuôi cá, còn ở trên là anh thu hoạch mạnh. Hiện tại là mận nó đang bao nhiêu ký vậy anh? Hiện tại giờ mận nó là 10 trái là giá nó 35 ngàn. 35 ngàn là 1 ký nha các bạn. Bán tại vườn luôn á, chứ không phải là bán từ kia đâu. Nhưng mà tại vì cái loại này đang, nó phải nói là mận loại 1 nha các bạn. Cái mận này là bọc từ nhỏ luôn, không có phun thuốc nha các bạn. Bọc từ nhỏ để mà đảm bảo không có sâu, không có sâu nó không tấn công vô, ngay từ nhỏ luôn. Chứ nếu mà trái mận nó to rồi lúc đó bọc thì cái con mà côn trùng rồi đó, nó chích vô trong đó lại nó đẻ ấu trùng trong đó, nó hình thành những con dồi, mấy con đó sẽ ăn hết trái mận rồi các bạn. Thì sau này có nghe anh chủ nói lại là kể cả mà sau khi nó bu mấy cái trái mà không có bọc á, không bọc mũ á, thì nó sẽ cũng bu hết mấy đó rồi sẽ quay lại bu luôn mấy cái trái có bọc mũ luôn, nó tấn công đâm vô cái bọc mũ luôn nha các bạn, nhưng mà hiếm lắm. Ha ha ha!
Cái đây anh cũng có trồng, cũng có trồng sen vài cọng xoài chơi thôi, mà chủ yếu là mận. Tổng cộng cái mùa này là mình thu hoạch được khoảng bao nhiêu mận vậy anh? Chừng ước khoảng bao nhiêu anh? Năm ngoái á? 8-9 tấn cho một vụ ha. Một vụ là khoảng 8-9 tấn nha các bạn. Mà các bạn tính mấy chục ngàn đồng một ký thôi, cứ tầm khoảng trên dưới 30.000 ký cứ tính tới. Đây thì các bạn nhìn ở đây. Sáng giờ anh chủ đây anh hái ba bội nè. Anh khi mà ấy luôn là cái bọc mình để luôn đúng không anh? Để luôn cho người ta luôn đúng không? Chứ mà bỏ bọc ra là dập hết. Là dập, với hai là mọi người mua, người cái chủ vựa có khi là người ta đánh giá là mình không có kỹ, chưa an toàn. Ta nhìn vô cái bọc ta thấy bóng lưỡng rồi ta biết. Đây. Còn ở đây nè các bạn nhìn đây nè. Không, anh chủ này anh lấy sợi dây anh cột lại luôn á, chứ không thôi cái chùm này nó xông xuống là gãy cái nhánh luôn. Đây các bạn, anh chủ nói mấy con gà này cũng anh nuôi mới còn chơi thôi nhưng mà bán hết rồi. Có con này mới nè. Đây cho con. Nè, đây con gà. Gà này là gà gì anh? Gà Mỹ. Gà tre Mỹ. Một con đó anh mua một con nhiêu vậy? Bán đó hả? Lúc anh mua giống. Mua giống thì giống của ông cậu ở thành phố đem về. Ta phải ra vườn mận mà ra đứng đây ta. Thử nước một trái rồi. Có ngon. Trái này ăn ngọt ngay à. Không cần phải muối các bạn ơi. Còn ngọt hơn. Ngon quá. Đã lâu mình ăn chứ ở đây như có đứa cháu mình đây nó thấy mặn nó sợ ăn hoài. Một coi ơi, cắn một cái này ngon cực kỳ luôn à. Đây một phát thôi. Mình ngon thấy không? Dù vậy cái mận này nó không có thuốc nha các bạn. Thấy rồi, không cần. Cái gái mà tự mình thấy luôn, không có tá. Ăn ngon quá. Dừng cái